Rồi, chào các bạn. Hôm nay thầy tính live stream trên YouTube mà thấy live stream YouTube thì không không trao đổi được với các bạn nhiều, cho nên là thầy chuyển qua Google Meet luôn. Alo, các bạn có nghe được thầy nói không? Các bạn nghe được cho thầy số 1 nha. Ok, Trung Hậu Võ. Rồi, những bạn nào mà nghe rõ cho thầy số 1 để thầy biết được là tín hiệu âm thanh tốt. À, thầy có mở cái OBS hôm trước cho nên là hôm nay không biết sao nó bị chặn cái camera của thầy luôn rồi. Chưa có mở lại được. Thôi, tạm thời là chúng ta sẽ không nhìn thấy nhau. Tạm thời là như thế. À, bây giờ nhu cầu của các bạn là gì? Cần thầy hỗ trợ về các lab 5, 6, 7, 8 cũng như là assignment giai đoạn 1. Các bạn thử cho thầy cái nội dung mà các bạn mong muốn thầy hỗ trợ cho các bạn trong buổi tối hôm nay. Các bạn có thể mở mic lên nói. Các bạn có thể mở mic lên. Giai đoạn 2 mảng, ok. Giai đoạn 2 thì những bài nào em? Em chưa hiểu bài nào. Đọc đề không hiểu, cụ thể là đề nào, cụ thể là đề nào mình không hiểu, vấn đề nó nằm ở đâu. ED là tên gì đây, đặt cái nickname rất là đặc trưng ha, đặt luôn ERD đi, đúng không? RD luôn đi cho nó đặc trưng của ngành mình luôn. Rồi các bạn ạ. Em bí ẩn. Rồi ok, em bí ẩn, em cho thầy biết là cái nội dung nào mà em chưa nắm được của giai đoạn 2 nè. Nội dung nào mà em chưa nắm của giai đoạn 2? Không hiểu lúc em đọc cái chức năng 2 rồi em không bắt đầu với lệnh nào á, cấu trúc dòng lệnh. À, có bạn nào làm host giúp cho thầy đi, dịch mọi người vô giúp thầy một cái. Ai xung phong làm hot giúp thầy cái. Tại vì cái này hiện nay là cái email của các bạn là Gmail, cho nên là thầy tạo cái hot này của FPT, cho nên là khi các bạn vào thì nó phải có người duyệt mới được. Phải có người duyệt các bạn mới vào được. Rồi, ok, chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian. À, thầy sẽ nhờ một bạn làm host giúp thầy nha. Ok, 16. Như thầy thấy có Thì Phong hả ta? Phải không ạ? Như là đang có Thì Phong ở trong này.
Chắc nhờ thầy Phong làm co-host giúp nha. Hello thầy Phong ơi. Dạ em thầy ơi. Rồi, ok, cảm ơn Phong. Dạ thầy cứ dạy để em. Rồi, ok, anh đã add cái mic qua cái host qua rồi. Rồi, ok, và chúng ta sẽ bắt đầu từ cái cơ bản nhất, và chúng ta những cái nào mà các bạn kêu ok thì mình sẽ đi nhanh nha. Những cái nào ok thì chúng ta sẽ đi nhanh. Lab của chúng ta bắt đầu từ lab 6 nhé, mạng nhé. Có bạn nào cần phải lab 5 không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi mảng nè. Chúng ta sẽ gặp lại cái mảng này rất nhiều ở trong cái quá trình học tập của chúng ta, từ đây cho đến các môn Java 1, 2, 3, 4, 5, 6, cũng như là các dự án, cũng như là các bạn sử dụng nó để làm các cái dự án sau này của chúng ta. Cho nên là việc mà chúng ta làm việc với mảng, mảng ở đây là chúng ta nói chung các bạn nhé. Mảng thì chúng ta đang dùng là dạng array, nhưng mà sau này thì các bạn sẽ có list, có array list, có map, rồi có enum, có rất là nhiều cái kiểu mà chúng ta có thể sử dụng để quản trị nội dung trong cái bài của chúng ta. Như vậy thì chúng ta sẽ đi bắt đầu từ mảng nha. Thầy sẽ đi nhanh cái phần mảng của chúng ta. Và chúng ta sẽ đi qua đến cấu trúc luôn. Như vậy trong cái phần mảng này, thầy sẽ tạo ra một cái project. Hôm nay thì đối với những bạn mà của lớp thầy thì thầy hay cho các bạn tạo cấu trúc là COM 108, số thứ tự trong lớp, mã số sinh viên, ba số cuối, Quang Bình. Như vậy thì các bạn thấy là cái cấu trúc tạo cái tên của project cũng rất là quan trọng để sau này các bạn hình dung là mình đang làm cho dự án nào, của công ty nào, và cái job nào mình làm front end hay back end vân vân, thì mình sẽ có một cái cách quy định để lưu trữ cái dữ liệu của mình. Và hôm nay thầy để là chapter buổi 1 của thầy đi ha, copy lại, và các bạn sẽ tạo trong thư mục com 108, các bạn tạo cho thầy một thư mục mới. Việc các bạn quản trị dự án của các bạn trong một thư mục nó rất là hay các bạn nhé. Rồi sau khi thầy tạo xong thì đây là menci. Có rất nhiều bạn vẫn để là menci khi các bạn Ctrl S và các bạn lưu lưu luôn. Như vậy nó không tốt tí nào, tại vì cái dự án của các bạn mà với cái cuộc đời lập trình viên của bạn làm hàng chục hàng trăm dự án, và mỗi dự án thì bạn có một cái file riêng và một cái cấu trúc riêng của nó, mà tất cả dự án bạn đều ghi là menci hết thì rất là bất tiện cho chúng ta. Đó, cho nên là các bạn lưu với cái tên nào đó mà mình dễ dễ đọc, dễ nhớ, dễ hiểu. Như vậy bây giờ ở chỗ này chúng ta đang có bài lab 6 thì người ta có liên quan đến việc là một mảng các số nguyên. Đó, mảng các số nguyên, mảng gồm n phần tử. N phần tử này thì chúng ta sẽ có hai dạng. Một là chúng ta sẽ nhập n trước, sau đó chúng ta khai báo mảng. Ha, nhập n trước nha, n bằng bao nhiêu chúng ta gán trước rồi chúng ta khai báo mảng. Hoặc là các bạn có thể định nghĩa cái n ở trên này. Define một cái n bằng với n, ví dụ như mình cho là 10 phần tử. Define một cái n là 10 phần tử. Và ở dưới này chúng ta sẽ có một cái mảng, ở đây người ta gọi là mảng có giá trị là n chấm phẩy. Như vậy khai báo mảng ở đây nó giống y chang như là một biến bình thường. Ví dụ như chúng ta khai báo ở đây một biến y, thì cái y này nó sẽ tương đương với gì? Nó sẽ tương đương với mảng thứ 0,1
mảng thứ 1. À, tương tự như vậy cho đến mảng thứ mấy nè. N của mình bằng 10. Mảng thứ 9 là cuối cùng. À, như vậy thì cái mảng này nè với độ dài là 10 thì nó tương đương với chúng ta có mảng 0, mảng 1, mảng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và tương ứng với cái mảng thứ 0 thì tất cả mọi thao tác nhập xuất đều giống y chang như là một biến y. Tất cả mọi thứ đều giống. Ví dụ chúng ta gán đi. Chúng ta ghi là mảng 0 bằng 5. Thì cũng y chang như chúng ta gán y bằng 5. Và chúng ta xuất. Bởi vì mảng của chúng ta kiểu in, cho nên khi chúng ta xuất, ví dụ như là phần tử 0, 2 chấm, kiểu in cho nên chúng ta sử dụng phần trăm D và chúng ta xuất mảng thứ 0. À, chúng ta xuất mảng thứ 0 và biên dịch và chạy. Đây, mảng thứ 0 của chúng ta là phần tử 0 là 5. Được chưa nào? Các bạn có rõ được cái chỗ mà phần khai báo, rồi gán, rồi truy xuất đến mảng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái vòng lặp for để chúng ta nhập 10 phần tử cho mảng. Ha, chuẩn bị vòng lặp for để nhập 10 phần tử cho mảng. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ for y bằng, bởi vì mảng của chúng ta bắt đầu từ vị trí 0 cho nên chúng ta cho y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Và việc của chúng ta nhập thì chúng ta sẽ có hai lệnh. Lệnh thứ nhất là print thông báo. Cái này là thông báo. Thông báo thì thường là mảng thì chúng ta ghi chữ mảng cũng được, hoặc là bạn muốn ghi cho nó đẹp thì chúng ta ghi là A. A thường là người ta viết tắt của từ array, cho nên người ta ghi là A. Và đối với lại một phần tử thì cũng tương tự như trong toán học mà các bạn học, thì người ta sẽ sử dụng, ví dụ như một cái điểm M thì nó sẽ có điểm tọa độ là x phẩy y. Đó, được chưa nào? X phẩy y. Rồi một cái điểm A nào đó có tọa độ của mình là x thì mình ghi trong cái dấu ngoặc. Vậy trong này đối với mảng A, chỗ này chúng ta nhập thì các bạn nên là mình nhập cho phần tử 0, phần tử 1, phần tử mấy để mình dễ biết. Vậy chỗ này các bạn đưa cái chỉ mục vào bằng phẩy y. Như vậy ứng với mỗi vòng for của y thì chúng ta sẽ biết được nhập A0, A1, A2, hoặc chỗ này bạn ghi chữ mảng cũng được. Thành phần của lệnh xuất, các bạn có nắm được thành phần của lệnh xuất chưa? Lệnh print, nếu như các bạn đã nắm, các bạn cho thầy số 2 nè. Nếu như các bạn đã nắm được tất cả các thành phần trong lệnh xuất. Ok, rồi, cảm ơn các bạn. Mới có 1.5 thôi hả? Ok, cố gắng tí 0.5 nữa nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã nhập được, xuất được ở chỗ này. Chúng ta sẽ có lệnh scan. Lệnh scan của chúng ta phần trăm D. Và có nhiều bạn cách ra như thế này, không chính xác nha. Cái này mình chỉ để là đúng như vậy thôi, bởi vì ở chỗ này nó định kiểu nhập và các bạn sử dụng khoảng cách là nó dư á. Và chúng ta sử dụng địa chỉ của cái biến mà chúng ta cần. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nhập vào đâu? Nhập vào mảng thứ y. Nhập vào mảng thứ y. Như vậy thì chúng ta đã có được một đoạn code nhập mảng.
Bây giờ tương tự như vậy, các bạn sẽ y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Các bạn sẽ xuất cái mảng này ra. Chúng ta sẽ print phần trăm d xiệt t phẩy mảng thứ y. Đấy là chúng ta đang xuất mảng, nhập mảng và xuất mảng. Phần này chúng ta nhập nhé, nhập mảng. Phần này chúng ta xuất xuất mảng. Được chưa nào? Rồi các bạn nhìn lại code giúp thầy. Nhìn lại code giúp thầy. Nhập mảng và xuất mảng. Chúng ta chạy thử nha. Nếu mà các bạn nói nhanh thì thầy giảng nhanh thì các bạn báo để mà thầy biết thầy điều chỉnh nhé. Ví dụ như 9, 8, 7, 2, 4, 3, 7, 6, 0, 1. Ok. Như vậy đây là cái dãy mà mình đã nhập lúc nãy. Dãy mình đã nhập. Xiệt T. Cho nên là nó có một cái khoảng cách đều như vậy. Ha, 9, 7, 8, 2. Ok. Như vậy chúng ta đã nhập mảng và xuất mảng. Và chúng ta đang làm trực tiếp trong hàm main. Vậy chúng ta có nên viết hàm hay không? Nên viết hàm hay không? Vậy thì chỗ này các bạn sẽ viết hàm giúp cho thầy. Chúng ta sẽ viết hàm nhập trước đi. Nhập. Và mảng của chúng ta, nhập mảng gì? Mảng của chúng ta là mảng A, hay là mảng tên gì chúng ta cũng được cả. Rồi chúng ta sẽ khai báo là nhập mảng A với số lượng là bao nhiêu? Số lượng là bao nhiêu? Số lượng phần tử là bao nhiêu? Và chúng ta lấy cái đoạn code này vào. Ctrl C, Ctrl V. Ở bên trong này chúng ta đang thiếu y thì chúng ta khai báo thêm y. Chỗ này thay vì mảng thì đây là A, tại vì ở trên này mình khai báo là nhập mảng A. Như vậy chúng ta đã nhập xong. Và xuất. Xuất thì cũng tương tự, chúng ta sẽ có mảng A và với số lượng phần tử cần xuất là bao nhiêu. Và chúng ta sử dụng lệnh xuất ở đây. INT chấm phẩy. Và chúng ta đã đưa cái đoạn code nhập và xuất vào bên trong hàm. Bây giờ chúng ta thử sử dụng nhập và xuất được hay không. Ha, chỗ này nhập mảng, chúng ta comment cái này đi. Chỗ này xuất mảng, chúng ta comment nó đi. Và nhập mảng chúng ta sẽ gọi là nhập. Nhập gì? Nhập mảng bao nhiêu ký tự? N ký tự. Chỗ này xuất mảng, các bạn gọi xuất mảng phẩy n ký tự. Xuất mảng và n ký tự. Chúng ta thử chạy với hai đoạn code ở chương trình con xem thử nó hoạt động thế nào. Đây, chúng ta đang có một vấn đề thiếu. Ok, in kiểu define n. Nhập mảng n của chúng ta. Rồi. Nhập mảng và xuất mảng. Define n before trước numeric contract. Chỗ này các bạn có thể là đưa một cái số cố định vào đây. Ví dụ như bình thử. Chỗ này mảng thứ n, n 5. Nhập vào một mảng. Có liên quan gì đây? Từ từ nào. Mình đang định nghĩa một cái biến n. N1. N1.
Ok. Mảng thứ ở chỗ này mình A và mình để mảng. Rồi, ok các bạn. Tại vì chúng ta đang định nghĩa một cái hằng số là n mà bên trong chúng ta lại khai báo một cái biến n nữa, cho nên là nó bị xung đột phần khai báo biến. Xung đột phần khai báo biến. Rồi, ok. Chúng ta sẽ thử nhập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Và chúng ta đã nhập được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Như vậy các bạn chú ý giúp thầy nè. Đối với cái đoạn code mà chúng ta code trực tiếp và cái đoạn code mà chúng ta code trong hàm, riêng về cái phần mảng đặc biệt của mảng, khi mà các bạn truyền vào là nó truyền còn trỏ mạng, cho nên khi mà chúng ta truyền vào tự động nó lấy ra, nó gán cho cái mạng này. Nó khác với cái bài là swap, nhớ không nào? Swap của lab 5, truyền A vào, truyền B vào, bên trong đổi giá trị vẫn như cũ, khi thoát ra khỏi vẫn như cũ, trừ khi bạn đưa địa chỉ của A và địa chỉ của B vào nó mới đổi. Riêng về phần mảng thì khi mà mình truyền vào một mảng vào đây thì nó tự động nó truyền cái địa chỉ, tức là truyền cái con trỏ vào đấy, nó đặc biệt của mảng nha. Như vậy về phần nhập mảng và xuất mảng viết trực tiếp fetch đi thầy ơi, để em làm lớp 6. Hơi nhanh hả? Ok. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta đã nhập mảng và xuất mảng được chưa? Một là viết trực tiếp. Hai là thầy đã chuyển nó vô hàm. Bạn nên chuyển nó vô hàm như thế này. Thì phần viết trực tiếp thầy bỏ đi. Rồi. Đó. Code của chúng ta là như vậy. Như vậy thì ở chỗ này code thầy sẽ chuyển qua cái group chung. Group chung của chúng ta, group tutor ở hôm trước mà mọi người đang cùng học á, có 108 tutor mà mọi người hỏi môn gì là sao ta? Được chưa? Nếu mà bạn nào chưa join vào group này thì các bạn sẽ join vào group cho giúp thầy nào. Huy Trần muốn làm gì ta? Lab 6 để nộp. Đây lab 6 đây. Thầy đang nói lab 6 đây. Tạo mảng với số phần tử nè. Chỗ này bạn đang dùng mảng kiểu này kiểu in. Và bắt đầu mình duyệt mảng và mình tính trung bình. Thì từ từ mình sẽ làm bài 1 sau. Nhập mảng xuất mảng cái đã. Rồi bắt đầu mình mới làm bài 1 là tính trung bình cộng. Trung bình cộng của số chia hết cho 3 và cho 5. Ha, tí nữa mình sẽ làm. Đi tiếp chưa nào? Các bạn nhìn thấy ổn chưa? Mình có đi tiếp được không? Nếu như bạn nào muốn đi tiếp cho thầy số 3. Còn chưa muốn đi tiếp thì ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Như vậy các bạn học rất là tốt rồi. À, mọi người cũng đã hiểu được cái phần của mảng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua bài tiếp theo. Là bài đầu tiên tính trung bình tổng các số chia hết cho 3 và cho 5 trong mảng. Trung bình cộng ha, người ta nói trung bình cộng. Như vậy thì để tính được trung bình cộng thì chúng ta phải có gì nào? Có tổng và có số đếm, có tổng và có số đếm. Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ có trung bình. Và chỗ này hết sức lưu ý chỗ này giúp thầy. Nếu như tổng các bạn xài kiểu in, count các bạn cũng xài kiểu in. Và trung bình tất nhiên nó có thể là float. Cho nên
chỗ này hết sức lưu ý. Hết sức lưu ý chỗ này giúp thầy. Như vậy chỗ này thầy sẽ viết thêm một cái hàm trung bình nhé. Một cái hàm trung bình. Thầy sẽ viết cho các bạn hai cách. Một là viết và trả về giá trị trung bình ngay trong hàm luôn. Cái thứ hai là cho vào một mảng, xuất ra cho thầy một cái giá trị trung bình trên tên hàm. Hai cách viết. Ok. Let's go. Void. Bài 1A. Thầy gọi là bài 1A là cách viết đầu tiên. Cách viết đầu tiên. Giống như là chúng ta đang làm. Thì trong bài 1 này, các bạn sẽ cho vào đây cho thầy một mảng. Và các bạn sẽ cho N1, bởi vì nó trùng với lại cái N trên kia, cho nên là chúng ta sẽ chuyển nó thành N1. Và trong này chúng ta sẽ chuẩn bị một cái y, for y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn N1 chấm phẩy y cộng cộng. Và chúng ta sẽ làm gì? Nếu trong trường hợp cái số của chúng ta chia hết cho 3 và chia hết cho 5, bởi vì đề người ta nói là những cái gì mà chia hết cho 3 cho 5 thì tính. Vậy chỗ này chúng ta sẽ khai báo một cái biến tổng bằng 0 và một cái biến đếm bằng 0 chấm phẩy. Hay mình có thể khai báo chung ba cái này thành một dòng cũng được. Cũng được nha. Bạn nào muốn khai báo thành một dòng thì chúng ta sẽ phải ở đây. Rồi, ok. Chỗ này chúng ta cũng sẽ phải. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ khai báo ba biến cùng kiểu dữ liệu thành một dòng. Và chỗ này nếu như trong trường hợp mà cái y của mình, AI của mình mà chia hết cho 3 bằng 0, và chỗ này người ta nói là số trung bình chia hết cho 3 và 5, và AI chia hết cho 5 bằng 0. Nếu trong trường hợp cái phần tử thứ AI mà vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 thì chuyện gì xảy ra? Thứ nhất là chúng ta sẽ lấy tổng cộng bằng A thứ Y. Cái cách viết như thế này các bạn có nắm được không? Nó là gì đấy? Tổng bằng tổng cộng cho A thứ Y. Đó, cách viết của nó là như thế. Và chúng ta sẽ có biến đếm cộng lên 1. Như vậy chúng ta đã có một phần tử thỏa mãn điều kiện. Và sau vòng for thì chúng ta đã có tổng, có đếm, có tổng và có đếm. Và ở chỗ này các bạn sẽ xuất ra cho thầy là trung bình sẽ bằng tổng chia cho đếm. Nhưng các bạn chú ý giùm thầy, đây là có điều kiện, cho nên đôi khi không có bất kỳ một số nào vừa chia hết cho 3 và vừa chia hết cho 5. Thì lúc này count sẽ bằng mấy nào? Không có bất kỳ số nào hết thì count bằng 0. Mà count bằng 0 thì chia nó sẽ bị lỗi. Ok, mình sẽ thử cho nó lỗi trước nha. Mình sẽ xuất ra trung bình. Trung bình của chúng ta là kiểu plot, là trung bình sẽ bằng tổng chia cho đếm chấm phẩy. Rất là nhiều vấn đề mà chúng ta sẽ cần quan tâm ở đây. Thứ nhất, chúng ta sẽ xuất nó ra. Xuất nó ra ở đây. Trung bình. Hai chấm cách ra.
phần trăm F xiệt N đi ha, phẩy trung bình chấm phẩy. Rồi, ok. Mình sẽ chạy bài 1A. Nhập xong rồi, xuất xong rồi. Mình sẽ chạy bài 1A với mảng AN phần tử. Xem có bao nhiêu số vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 5. Bài 1A, mảng. Y ẩu quá. Mảng của chúng ta sẽ cố tình có ha, có phần tử vừa chia hết cho 3 cho 5, 3 5 15. 2 15 10 20 35 25 15 30 6 7 4 8 9 3 5. Như vậy thì số của chúng ta ở đây và trung bình của những số mà chia hết cho 3 và cho 5 là 15 là 45. 45 mà chia 2 thì nó ra 22. Đúng hay sai? Đúng hay sai nào? Như vậy vấn đề mà các bạn đang gặp ở đây, mà chúng ta rất thường xuyên gặp, rất thường xuyên gặp, là cái vấn đề chia tổng đang là kiểu in, đếm đang là kiểu in, thì trung bình được chia ra nó tự động nó ép thành kiểu in. Mặc dù trung bình này đang khai báo là plot, nó vẫn là kiểu in. Thì chỗ này bạn muốn được như vậy thì một là bạn ép kiểu, hai bạn không ép kiểu thì bạn sẽ nhân 1.0, tổng bạn nhân cho 1.0, hoặc là bạn khai báo tổng là kiểu plot đều được cả, cách nào cũng được, cách nào cũng được. Như vậy thì cái này chúng ta gọi là ép kiểu. Ép kiểu. Chạy lại. Chúng ta có 15,30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ủa đâu? Nhanh quá, nhanh quá. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Ok. Như vậy trung bình của chúng ta là 22.5. Được rồi ha. 15 cộng 30 là 45. 45 chia 2 là 22.5. Bây giờ trong trường hợp, mình sẽ có số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Vậy thì có số nào vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 5 hay không? Không có. Vậy lúc này nó sẽ đưa ra trung bình. À, đúng hay sai? Đúng hay sai? Chỗ này chúng ta phải kết luận rằng không có bất kỳ một số nào chia hết cho 3 và cho 0 không phải là trung bình. Không tính được trung bình. Được chưa nào? Cho nên ở chỗ này các bạn muốn tính được thì các bạn nên đặt ở chỗ này một cái biến điều, một cái điều kiện. Nếu như đếm của chúng ta mà lớn hơn 0 thì mới làm chuyện này, mới tính và xuất trung bình. Còn không, còn không thì các bạn sẽ xuất ra là không có. À, chỗ này bạn sẽ xuất ra giúp cho thầy. Không có số nào chia hết cho 3 và 5. Đấy,
Không có số nào chia hết cho 3 và 5. Không có trường hợp đó. Tránh trường hợp mà không có mà nó vẫn xuất ra bằng 0. Như vậy thì ở dạng này chúng ta đang trả về kiểu void. Và trong chương trình thì chúng ta xuất kết quả ngay. À, trung bình bằng bao nhiêu? Hết. Và với cái đề toán của chúng ta như vậy thôi. Chỉ có đến đây là hết. Vậy thì nếu như các bạn viết bình thường thì các bạn xuất trung bình ra. Rồi, chỗ này không có số nào chia hết thì khỏi cần xuất. Đây là cách thứ nhất chúng ta sử dụng và kết luận ngay trong hàm. Không cần lấy ra gì hết. Không cần lấy ra. Nhưng đôi khi bài toán của chúng ta có nhu cầu phải lấy cái giá trị ra. Trung bình là bao nhiêu? Trung bình là bao nhiêu? Thì lúc này các bạn sẽ đưa cái kiểu trả về là plus. Và lúc này các bạn return trung bình. Thế là xong. Được chưa nào? Đó, return trung bình. Và chúng ta sẽ giải quyết thêm một số cái nữa. Bây giờ mình sẽ đi đơn giản để cho các bạn dễ làm bài. Đây là cách viết trực tiếp. Còn nếu bạn viết theo dạng hàm cũng ok. Được chưa nào? Đây là code full HD không che của bài 1. Full HD không che. Đó. Về tìm trung bình cộng của những số vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 5. Các bạn có còn thắc mắc gì đối với bài này không nào? Dòng 33 y nhỏ hơn N1. Ok, dòng 33 nhỏ hơn N1 đây. 34 nè, 33, 34 nhỏ hơn N1. Tại vì mình bị đụng cái định nghĩa ở trên thôi. Còn lần sau thì mình nên định nghĩa với một cái khác. À, cái hồi nãy thầy nói ở chỗ này bạn Thuận ơi, à, tổng kiểu float là do mình cố tình mình đẩy cái kiểu in của những cái phần tử kiểu in sang kiểu float để mình chia nó không có bị đụng cái chỗ là nguyên chia nguyên. Nguyên chia nguyên. Ok, chỗ này là do giáo viên của các bạn là tạo file trực tiếp nè, cho nên là không có phần này. Phần này không quan trọng nhé. Phần này là do thầy tạo bằng cái project, cho nên tự động nó đưa vào các tham số truyền. Phần này thì chúng ta chưa xài đến. Nhưng mà sau này các bạn chạy một số ứng dụng á, thì nó sẽ cho các bạn truyền tham số vào tên chương trình lúc đang chạy. Còn nếu mà các bạn viết trực tiếp thì các bạn bỏ qua phần này. Dòng 44 lệnh print nhầm dấu phẩy với chấm phẩy. Ok, 44 dấu phẩy và chấm phẩy. Ok, thank you. Rồi, còn gì nữa không? Các bạn rất tốt. Đã fix lỗi giùm thầy luôn. Cách nào mà nó vẫn chạy. các bạn biết tại sao không? Hiện nay là thầy đang sử dụng si thuần đấy. Thầy đang sử dụng si thuần. Gọi main trước khi chương trình con mà không bị lỗi. Thầy đang sử dụng si thuần các bạn nhé. Các bạn tạo ra một cái project và các bạn viết bình thường. Nếu như các bạn bị lỗi thì các bạn khai báo trước ở phía trên này. Khai báo trước như vậy thì nó sẽ khai báo cái chương trình con trước, rồi sau đó mình viết ở phía dưới thì nó sẽ không bị lỗi rằng là không hiểu cái hàm chưa định nghĩa.
Như vậy chúng ta cũng đã có nhập mãn nè, xuất mãn nè, tìm trung bình cộng. Ổn không? Ổn không? Tiếp không? Tiếp chưa nào các bạn? Hay còn muốn hỏi gì nữa? Ép kiểu như vậy. Ok, đây là một cách ép. Đây là một cách ép. Đây là một cách, rất là nhiều cách để chúng ta làm. Như vậy đây là một cách bạn có thể ép, thay vì là bạn nhân thì bạn ép kiểu flush. Rồi, mình thử nha, ép kiểu. Ép kiểu flush. Chú ý chỗ này giúp thầy nè, nó sẽ bị có vấn đề chút xíu. 15 30 1 2 3 4. Rồi. Đó, ép kiểu nè. 22.5. Bạn ép kiểu float. Và lúc nãy trong đề thì người ta khai báo tổng là kiểu float luôn. Tổng bằng 0 chấm phẩy. Tổng kiểu float luôn. Thì chỗ này không cần ép kiểu. Chỗ này không cần ép kiểu. Bởi vì bản thân cái tổng này nè, nó là float. Cho nên khi nó chia ra, khi nó chia ra, nó tự động đã là float rồi, cho nên không cần ép. Được chưa nào? Cho nên giả sử giảng viên chấm bài mà giảng viên hỏi bây giờ chỗ này thầy khai báo tổng là kiểu in thì em làm gì? Tổng là kiểu in, em phải làm gì? Tất nhiên phần tử của mảng là kiểu in thì tổng là kiểu in bình thường. Nhưng muốn tính được trung bình đúng thì bạn phải ép kiểu. Đó, đây là một cách ép. Cách ép thứ hai là mình lấy cái 1.0 mình nhân với cái tổng này. Đó là cách thứ hai. Một là mình ép bằng cái chữ plot, hai là mình nhân với 1.0, đều ép kiểu được hết. Còn gì hỏi nữa không? Tiếp nha. Alo. Ok. Tiếp mình đi số 4 nè. Đây là muốn tiếp mình đi số 4 nha. Khi nào mà mình lên đến số 20 mình nghỉ. Khi nào mình gõ được đến số 20 là mình nghỉ nha. Ok. Và bài tiếp theo của chúng ta, ai hỏi gì đây? Điều kiện chia hết cho 3 và cho 5 kèm với AI khác không không ạ? Bởi vì A khác không không mà chia hết cho 3 và cho 5 cũng được mà, đúng không? Bởi vì số đó nó vẫn đúng mà. Số đó nó vẫn đúng. Bởi vì số 0 vẫn chia hết cho 3, vẫn chia hết cho 5. Tùy theo quan điểm thôi. Tùy theo quan điểm. Ở chỗ này cái đề của chúng ta nè, các số nguyên người ta chẳng nói là nguyên gì, cho nên có thể là âm, có thể là không, và không cũng là một số chia hết cho 3 và cho 5. Ha, tùy, tùy mình, chỗ đó không quan trọng. Nếu bạn quan điểm rằng là không nên đếm số 0 vào thì bạn thêm điều kiện là khác không. Ở chỗ này nó sẽ là một vấn đề. Khi tính trung bình có không, nó đếm luôn, thành ra chia trung bình bị sai.
Đúng rồi, ví dụ như là chia trung bình ra là bằng ba cái là nó ra trung bình cộng là 45 chia 3 là bằng 15, bị sai đúng không? Ok. Bạn hiểu như vậy khá là tốt. Vậy thì chúng ta có thể thêm điều kiện là khác không? Nhưng mà nếu như mà mình nói về một cái số bình thường mà chia hết cho 3 và cho 5 thì số 0 vẫn chia hết cho 3 và cho 5. Nếu dời hàm xuất trong hàm nhập trên chứ sao trong được, thì code có thay đổi cách khai báo không ạ? Nếu gọi hàm xuất trong hàm nhập, à gọi hàm xuất trong hàm nhập á hả? Gọi hàm xuất trong hàm nhập. Ok, vậy thì ở đấy bạn gọi hàm xuất. Nếu như bạn muốn gọi hàm xuất thì ở đây bạn xuất mãn A và N1 không phải là xuất mãn vậy nè. Bởi vì mình đang ở trong hàm nhập thì cái mãn mình đang thao tác là A và số phần tử là N1. Như vậy mình xuất A và xuất N1. Ok. Rồi, thử coi nào. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, không. Enter. Không có vấn đề gì chỗ này cả. Hàm xuất ha. Không có vấn đề gì chỗ này cả. Tùy, nếu mà bạn xuất chỗ này thì bạn phải gọi cái mãn này, gọi số phần tử này. Nhưng mà thường người ta không có ai mà gọi xuất trong nhập cả. Xuất là xuất, nhập là nhập. Không 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 có xài chung như vậy. Xuất là xuất, nhập là nhập. Rồi, được chưa Bảo ơi? Ổn chưa? Hello Bảo. Dạ, rồi, ok, tốt. À, mình sẽ đi tiếp ở chỗ này. Người ta nói là tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng. Bài này thì chúng ta sẽ mở rộng là tìm giá trị chẵn nhỏ nhất. À đúng rồi, min chẵn, min lẻ, chẵn, min chẵn, min lẻ, max chẵn. Bài này khó hơn chút nha. Max lẻ, bạn nào muốn phát triển thì làm thêm. Còn min max thì quá dễ, đúng không? Min max thì quá dễ. Min chẵn, min lẻ, max chẵn, max lẻ. Bạn nào muốn phát triển tư duy thì làm thêm cái phần này giúp thầy. Còn thầy sẽ hỗ trợ cho các bạn là min và max thôi. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ viết một cái hàm tìm min. Như vậy thì bây giờ chỗ này thay vì cái hàm trả về kiểu void thì mình sẽ dùng cái hàm trả về kiểu int đi. Int tìm min mảng A và chỉ số là N1. Ok. Mình muốn tìm được min thì mình sẽ có biến đếm y chấm phẩy for y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n1 chấm phẩy y cộng cộng. Đúng không nào? Nếu à chúng ta muốn tìm thì chúng ta gán trước đã, quên. Chúng ta sẽ gán min bằng a thứ 0 và chúng ta sẽ for bắt đầu từ từ 1, bởi vì 0 chúng ta đã gán rồi cho nên không cần phải so sánh nữa. Nếu như min mà nhỏ hơn a thứ y thì làm sao? Thì min min lớn hơn chứ,
Nếu min lớn hơn a thứ y thì min bằng a thứ y. Như vậy, sau vòng for này, chúng ta sẽ tìm được giá trị nhỏ nhất. Ví dụ như giá trị đầu tiên là 3, mà giá trị thứ hai là 2, thì min chắc chắn là 2. Vậy lúc này 3 sẽ lớn hơn 2 và chúng ta sẽ gán cái 2 cho min. Và kết thúc vòng for này thì các bạn sẽ return cái giá trị min về cho hàm. Và lúc này chúng ta muốn sử dụng được cái này thì chúng ta gọi hàm min nó không có ý nghĩa nha các bạn. Lúc này chúng ta gọi hàm min của mãn phẩy n, cái này nó không có ý nghĩa nha các bạn. Bởi vì khi các bạn chạy nó không có bất kỳ một cái ý nghĩa nào ở đây cả. Mình cho bằng 3 đi ha. N bằng 3. 3, 4 gì đi. 4 cho nó nhanh. Ví dụ như là 6, 9, 7. Đó. Không có ý nghĩa gì cả. Mình gọi min xong mà mình không thấy xuất hiện gì hết. Như vậy cái hàm này của mình là nó đang trả về giá trị ở tên hàm. Thì mình phải khai thác theo kiểu khác. Chỗ này mình gọi trực tiếp giống như là chữ xuất, chữ nhập bài 1A không có ý nghĩa. Chỗ này mình phải gọi như thế này. Mình phải print, hoặc là mình gán, hoặc là mình làm một cái gì đó. Giá trị nhỏ nhất của mảng phần trăm D phải đấy. Như vậy thì chúng ta đã có được giá trị nhỏ nhất được xuất thông qua print. Ví dụ 7, 4, 6, 9, giá trị nhỏ nhất của mảng là 4. Các bạn nhìn lại cái đoạn code, đoạn code của chúng ta tìm giá trị nhỏ nhất. Khi mà các bạn viết hàm đối với bài lab, chú ý giùm cho thầy cái chỗ mà giảng viên chấm bài. Nếu như các bạn viết y chang như nguyên bản thì chỉ có code lại và chạy thì không bàn nhé. Bởi vì chuyện này nó quá đơn giản. Quá đơn giản. Các bạn chỉ cần code lại giống y chang là nó chạy rồi. Nhưng nếu mà các bạn chuyển nó thành hàm như thế này, mà giảng viên hỏi các bạn thì các bạn phải giải thích được giúp cho thầy là cái này tên hàm là gì? Tại sao mình đưa A vô đây? Tại sao chỗ này là N1? Và tại sao chỗ này không phải là void mà là in? À, như vậy các bạn hiểu và giải thích với giảng viên chấm bài giúp thầy. Chứ nếu như mà các bạn code y chang mà các bạn không hiểu gì hết thì giảng viên vẫn ghi nhận các bạn là không hiểu bài, không điểm là chuyện bình thường. Cho nên nếu như mà các bạn có theo thầy thì các bạn hiểu, trả lời, giải thích giúp thầy nha. Có bạn nào muốn hỏi gì thêm không? Nếu như mà mình đã có được cái hàm min thì bắt thế nào? Copy, Ctrl V, mắc. Và chỗ này chúng ta sẽ khai báo bằng mắc. Và nếu như mắc mà nhỏ hơn a thứ y, hết việc các bạn. Đấy. Như vậy hàm min và hàm mắc thì nó gần gần giống như nhau. Min và mắc là gần gần giống như nhau. Cho nên là các bạn sẽ sử dụng hàm tương tự như vậy. Có ai muốn hỏi gì thêm không?
Min mắt sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần. Giảm dần tính bình phương. Bài 3 ha. Như vậy đây là bài 2 rồi đó. Bài 2 đây. Muốn viết chung cũng được, muốn viết riêng cũng được. Được chưa nào? Nó là bài 2. Các bạn rất là nhiều cách viết nha. Khi mà thầy dạy tutor cho các bạn, thầy không muốn lặp lại cái nội dung code ở trong lab. Bởi vì nếu như mà lặp lại cái nội dung code trong lab thì các bạn có thể tự gõ được rồi. Đâu cần đến thầy đâu. Rồi, cảm ơn thầy Kiên đã hỗ trợ mình. Thank you. Nhập mảng NO. Bạn đang viết CVB nha bạn. Thầy hồi nãy thầy có nhắc bạn là thầy viết C thuần. Mà bạn đang viết code á, là code của C. Mà bạn tạo file là bạn tạo theo CVB là hướng đối tượng. Cho nên nó bị ba rọi chỗ này tí xíu. Ha, bạn nên tạo một cái project hoặc là một cái file thuần C. Tại vì mình chưa cần phải qua CVB đâu. Cho nên nó bị lỗi đó. Chưa được định nghĩa nè. Ha, hàm của các bạn chưa được định nghĩa. Lý do là bạn đang xài CVB. Còn của thầy là đang xài C thuần. Các bạn nhớ giúp thầy C thuần. Chấm C. Được chưa nào? Khác nhau đấy. Còn tại sao mà C nó cho mà C thuần nó C C B B nó không cho? À, phần này chúng ta nên sử dụng C thuần giúp thầy. Và khi nào các bạn muốn học qua hướng đối tượng thì các bạn chuyển qua CBB. Mình phải học C thuần để cho nó nhuyễn cái đã, nó thấm nhuần về cái ngôn ngữ C cái đã, rồi mình chuyển qua C cộng. Rồi chỗ này ổn chưa Minh Mắt? Hello, ổn chưa nào? Đi tiếp không? Tiếp số 5 nha. Bạn nào muốn đi tiếp số 5 nè. Ok. Thank you bạn. Thank you mọi người. Có ai không muốn đi tiếp thì quay trở lại số 4. Bạn nào không muốn đi tiếp, chưa hiểu vấn đề. Vẫn 5. Ok. Cảm ơn Phong. Rồi mình đi chỗ này là mình xem sắp xếp giảm dần. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ có void sắp xếp giảm dần của cái mảng A với số phần tử N1. Và ở trong này với cái thuật toán sắp xếp của mình thì mình sử dụng một thuật toán sắp xếp đơn giản nhất ha. Thuật toán theo như trong slide mà mình đã học, thuật toán sắp xếp cực kỳ đơn giản. In E'Z. Và mình sử dụng hai vòng for. Y bằng 0 chạy đến đâu nhỉ? Chạy đến y nhỏ hơn n1 trừ 1 chấm phẩy y cộng cộng. Rồi các bạn chú ý hai cái vòng for này nó khác nhau tí xíu nha. Z bằng y cộng 1 chấm phẩy z nhỏ hơn n1 z cộng cộng. Vấn đề ở đây là gì đây? Y bằng 0, Z nó chạy từ phía sau của Y một vị trí. Ha, Y cộng 1. Ví dụ như là mình có mảng 0
thì mình lấy mảng 1 mình so với 0. Đấy, mảng 1 so với 0. Và ở chỗ này thì chúng ta sẽ swap ha. Chúng ta sẽ swap đối tượng. Và các bạn có thể khai báo một cái biến tạm ở trên này. Biến tạm. Ở đây thì nếu trong trường hợp mà A thứ Y nhỏ hơn A thứ Z, bây giờ các bạn sẽ xác định dùm cho thầy là nhỏ hơn hay lớn hơn. Mình sắp xếp giảm dần. Giảm dần. Nếu trong trường hợp mà nó nhỏ hơn thì mình đổi. Còn nếu lớn hơn thì thôi. Lớn hơn ở phía trước mà nó lớn hơn thì mình vẫn giữ. Bây giờ nhỏ hơn nè, mình đổi ha. Tạm sẽ bằng A thứ Y. A thứ Y thì bằng A thứ Z. A thứ Z thì sẽ bằng tạm. Đây là hoán đổi của chúng ta. Và sau khi mình sắp xếp xong rồi, thế là xong. Còn chuyện mình xuất mảng thì tí nữa ra bên kia mình xuất sau. Như vậy mình đã sắp xếp giảm dần. Và mình sẽ xuất mảng ở phía này. Bây giờ mình sẽ test nha. À, nhập mảng, xuất mảng. Min, max bỏ đi. Bài 1, bài 2 này mình không xài mình cũng bỏ đi. Đúng không? Mình không cần xài đến nữa. Bây giờ thầy sẽ sắp xếp mảng. Mảng với n phần tử. Và chúng ta lại xuất mảng một lần nữa. Xuất mảng một lần nữa. Xem thử là cái mảng sau khi sắp xếp nó sẽ như thế nào. Chúng ta đang có là 8, 3, 9, 5, 4 phần tử. À, 9, 8, 5, 3, mình chưa xuống dòng cho nên là nó dính luôn. Chỗ này chúng ta nên xuống dòng cái. Nhập mảng, xuất mảng, xuất mảng. Sắp xếp xong, xuất mảng, ok. Mảng sau khi sắp xếp mảng sau khi sắp xếp chấm phẩy. Tám, bảy, chín, bốn, ba, tám, sáu, chín, ba, chín, tám, sáu, ba. Ok, mạng sau khi sắp xếp. Rồi, như vậy thì ở chỗ này là sắp xếp mạng, giảm dần. Và ở trên kia mình gọi đến sắp xếp. Chẳng lẽ làm sao? À, mắc chẳng mắc lẽ hả? Ok. Bây giờ nguyên tắc của chúng ta là thế này. Nguyên tắc mắc chẳng và mắc lẽ. Chúng ta sẽ có 2, 5, 7, 4, 9.
Đây là mảng của mình. Chỗ này là một đi. Ok. Chỗ này là 6. Rồi. Bình thường chúng ta đi tìm min thì chúng ta sẽ gán đây là min. Và chúng ta sẽ so sánh 3 với 6. Đứa nào nhỏ hơn thì đứa đó là min. Nhưng nếu như các bạn đi tìm min lẻ thì các bạn gán 3 cho min lẻ. Đúng. Nhưng mà nếu các bạn tìm min chẵn, mà giả sử chỗ này là số 3, các bạn để min chẵn. Bây giờ 3 so với 6, 3 nhỏ hơn, ok. 3 so với 5 là 5 là nó bỏ rồi, bởi vì mình đang đi tìm số chẵn mà. 5 nó bỏ, 1 nó bỏ, 4. 3 so sánh với 4, nhỏ hơn, đúng, vẫn là min. Hết. Như vậy cuối cùng min chẵn là 3. Sai. Sai. Được chưa? Cho nên đối với bài min chẵn thì mình phải đi tìm số chẵn đầu tiên mình mới gán cho nó là min. Vậy việc của mình làm nó thêm việc tí xíu. Hai việc. Việc thứ nhất là đi tìm số chẵn đầu tiên gán là min. Và bắt đầu từ đó trở đi mình duyệt mảng những phần tử nào chẵn thì mới so sánh, còn lẻ bỏ. Được không nào? Nó phức tạp hơn cái min và cái max của chúng ta. Phức tạp hơn min và max. Ok. Mình sẽ in min lẻ, in a, in n1, và các bạn sẽ có một số cái thủ thuật rất hay. Ví dụ như các bạn tìm kiếm, tìm thấy và không tìm thấy rồi đó, thủ thuật rất hay các bạn nhé, rất rất nhiều cái thủ thuật rất hay. Trước tiên các bạn sẽ có một cái biến y để chạy vòng for, và các bạn sẽ có một cái min lẻ, và chúng ta sẽ for y chạy từ 0 cho đến y nhỏ hơn n1 chấm phẩy y cộng cộng. Đoạn này của chúng ta là chúng ta đi tìm số lẻ đầu tiên. Đi tìm số lẻ đầu tiên. Vậy tìm số lẻ thì nếu mà a thứ y mà chia cho 2 không bằng 0 thì đây là số lẻ. Nếu đây là số lẻ thì chúng ta sẽ làm một việc min lẻ sẽ bằng a thứ y, và mình kết thúc vòng for ở đây. Nhiệm vụ của mình là đi tìm số lẻ đầu tiên, đi tìm số lẻ đầu tiên. Khi mà tìm thấy rồi thì kết thúc, không tìm nữa. Và việc tiếp theo, bắt đầu từ vị trí y mà đang dừng này nè, mình sẽ tìm thêm ở phía sau. Mình sẽ for, và điều đặc biệt ở chỗ này giúp thầy. Y có phải là mình đi tìm tiếp không? Vòng for của chúng ta nó có 3 phần. Phần đầu là giá trị ban đầu của y chấm phẩy
điều kiện để kết thúc vòng for, chấm phẩy, bước nhảy. Đó là vòng for. Cấu trúc một vòng for nó là như thế. Đây, giá trị ban đầu, điều kiện kết thúc, bước nhảy. Vậy thì với vòng for thứ hai, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ cái y cũ, cái y của vòng for trước. Khi nó break ở đây thì nó đang dừng ở một cái y. Ví dụ chỗ này bài của chúng ta, mình tìm min lẻ, mình tìm min lẻ, và số này là 2, số này là 3. Như vậy thì min lẻ mình phải for trong này y bằng 0, y bằng 1. Thì lúc này min lẻ đây, đây là min lẻ, và lúc này y của mình nó sẽ bằng bằng 1. Và bắt đầu mình for từ đây trở đi, mình mới tìm nè. For từ đây trở đi nhé. Được chưa? Đây vậy đi. Vậy lúc này mình for từ mấy đây? For từ, for từ 2, no 2. For từ y cộng cộng. Bởi vì mình đâu biết trước phía này là bao nhiêu đâu mà 2. Phía trước này mình đâu có biết nó dừng chỗ nào. Cho nên chỗ này y cộng cộng. Thì cái vòng for của chúng ta, giá trị được khởi tạo ban đầu không phải là y bằng, mà thầy ghi y cộng cộng. Rất đặc biệt nha. Và chỗ này y nhỏ hơn n1, bước nhảy của chúng ta vẫn là y cộng cộng. Hai cái y cộng cộng nhưng mà ý nghĩa khác nhau nhé. Hai cái y cộng cộng nhưng mà ý nghĩa khác nhau. Và chỗ này nếu, cũng là nếu, chỉ có trường hợp số lẻ thì mới tính. A thứ y chia cho 2 không bằng 0 thì mới tính ở đây. Đó. Và một điều kiện nữa, và một điều kiện nữa, nếu như min lẻ mà lớn hơn a thứ y, a thứ y là số lẻ rồi, và min lẻ lớn hơn a thứ y thì gì? Min lẻ bằng a thứ thứ y. Đổi, bởi vì a thứ y nhỏ hơn cho nên lấy a thứ y. Và nó có những vấn đề, giả sử như các bạn duyệt xong hết cả mảng mà không có min lẻ nào cả, không có bất kỳ một số lẻ nào cả ha. Nếu như mà bạn duyệt xong hết mảng mà vẫn không có số lẻ nào cả thì bạn kết luận là không có lẻ, kết luận là không có lẻ. Vậy thì số chúng ta return, số chúng ta return là min lẻ. Bởi vì chúng ta muốn trả về cái giá trị lẻ của cái hàm thì chúng ta trả về min lẻ. Nó sẽ có vấn đề chỗ này. Nếu như mảng của chúng ta không có bất kỳ số lẻ nào thì sao? Rồi, ok. Vậy thì ở phía trên hàm main chúng ta sẽ sử dụng và chúng ta sẽ gọi min lẻ. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ xuất cái min lẻ ra. Giá trị lẻ nhỏ nhất của mảng. Min lẻ. Giá trị nhỏ nhất. Rồi, giá trị nhỏ nhất min lẻ. Hai, một, bốn, năm. Giá trị nhỏ nhất là một. Ok, bình thường đúng không?
Bây giờ mình có cái mảng là 2, 4, 6, 8. Giá trị nhỏ nhất của mảng là 4. Sai. Tại sao giá trị nhỏ nhất của mảng là 4? Tại sao? Mình lẽ các bạn chú ý giúp cho thầy chỗ này, minh lẽ mà nếu như từ đây xuống đây minh lẽ bằng mà không có số lẻ nào cả, không có số lẻ nào cả, thì minh lẻ này cái số liệu 4 nó ở đâu ra, 4 nó ở đâu ra? Cho nên bạn phải khai báo giúp cho thầy chỗ này. Cái này chúng ta gọi là cờ, sử dụng cờ nha các bạn. Chỗ này thầy cho là số 0. Minh lẻ mà là bằng 0 thế mới đọc. Nếu như nó có số lẻ thực sự thì nó gán. Nó có số lẻ thực sự thì nó gán. Còn nếu như nó không gán được ở phía trên này, không gán được ở trên này thì minh lẻ vẫn là không. Cho nên khi cái hàm của mình mà trả ra minh lẻ bằng không, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ điều gì các bạn? Bạn nào cho thầy biết nè. Nếu như minh lẻ mà trả ra bằng không, chứng tỏ điều gì? Bạn nào biết nào? Nếu như mà cái hàm của mình tìm min lẻ mà nó cho ra là kết quả min lẻ bằng 0, chứng tỏ gì nào? Hello, trả lời lên cái khung chat giúp thầy cái chatbot. Mạnh mẽ đi các bạn, mạnh dạn đi nào. Hello, đâu hết rồi? Nếu như min lẻ mà trả ra bằng 0 thì chứng tỏ ở đây không có bất kỳ số lẻ nào. Ha. Chứng tỏ ở đây không có bất kỳ số lẻ nào. Cho nên ở chỗ này chúng ta đổi tí xíu. In min lẻ bằng bằng cái này chấm phẩy. Nếu min lẻ bằng bằng không thì chúng ta sẽ kết luận rằng không có giá trị không có số lẻ đi trong mảng, không có bất kỳ số lẻ nào trong mảng. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có min lẻ. Ok, như vậy thì nếu như trong trường hợp min lẻ của chúng ta mà bằng không thì mình kết luận là không có số lẻ nào trong mảng cả. Còn không thì giá trị lẻ nhỏ nhất là chạy lại 2, 4, 6, 8. Không có số lẻ trong mạng. Không có. Chứ còn không kết luận là 4 như lúc nãy nữa nha. 4 nó bị rác á. Bởi vì mình không gán giá trị, cho nên nó lấy giá trị rác. Được chưa nào? Mình thầy chỉ demo cái min lẻ thôi. Rồi các bạn có thể làm min chẵn, max chẵn. Những cái còn lại được không? Được không Võ ở Nhật Anh hả? Được không Nhật Anh ơi? Ok, rồi chúng ta sẽ đi tiếp gì nào? Bình phương phần tử mảng hai chiều,
Tính bình phương các phần tử trong mảng hai chiều. Sắp xếp mảng theo thứ tự. Ok. Mảng hai chiều đối với bài 4 của chúng ta có số phần tử là nm. Như vậy thì chắc bài mảng này mình dừng ở đây đi ha. Cái bài của thầy cho làm thêm thì thêm tí xíu, gồm phần tử xuất ra các vị trí. Còn thầy là xuất ra những màn hình vị trí số lẻ. Nó hơi khác tí xíu, nó thêm tí xíu thôi. Rồi như vậy lúc nãy giờ chúng ta đang ôn tập về mảng cũng khá nhiều. Không biết là các bạn có còn muốn nói gì về mảng không? Ok em. Ctrl A, Ctrl C. Zalo nhé. Rồi, đó là code, còn không thì các bạn sẽ xem dạng fade in, nó sẽ đẹp hơn. Print colors. Ok, print. Print line number. Let's stop. Rồi, phần này thì các bạn nhìn nó rõ ràng hơn. Dòng thứ bao nhiêu rất là rõ ràng, rất là clear. Rồi ok, chúng ta có cần giảng về stress được em? Link YouTube, ok, thank you em. Link YouTube, bạn sẽ lên đây, bạn vào cái link thì tí nữa thầy giảng xong thầy sẽ upload cái video này lên trên YouTube cho các bạn. Rồi, mình đi qua stretch nha. Ok, mình sẽ đi qua phần stretch. Phần này là mảng, mình dừng ở đây đi ha. Rồi tí nữa thầy sẽ quay tiếp một cái video.